Hello everyone, chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Năm Xuân. Lời đầu tiên Xuân xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn. Kính quý vị ơi, bánh hoa hồng mà Xuân mới vừa làm xong. Thật ra khi chúng ta nghe nói bánh hoa hồng, chúng ta cũng chưa nghĩ là bánh gì, nhưng rất quen. Và để biết cách làm của Xuân ra sao, mời quý vị cùng vào bếp và thực hiện món này với Xuân là biết liền. Xin mời. Xuân xin giới thiệu, Xuân có 140g bột năng, Xuân chia làm 2 phần. Một phần là 100g, một phần thứ hai là 40g và 25g bột gạo. Một xíu muối, một ống vani, 60g đường, 150ml nước, 100ml nước cốt dừa, 1/2 phần nước để pha với màu lá cẩm Xuân cũng sử dụng là 150ml nước, 40g đậu xanh Xuân đã ngâm được 4 tiếng. Bây giờ Xuân sẽ cho đậu xanh vào nồi và đi nấu nha. Phần nước cao hơn đậu xanh khoảng 1cm, Xuân sẽ bật bếp và nấu. Xuân sẽ cho phần nước cốt dừa vào tô. Kế tiếp Xuân sẽ cho 150ml nước để pha màu lá cẩm vào chung với nước cốt dừa luôn. Rồi Xuân cho vào đây màu lá cẩm. Màu này thì cũng tùy vào các bạn thích màu đậm hay màu lạc để mình cho nhiều hay ít nha. Tiếp tục Xuân cho 100g bột năng vào đây luôn. Cho luôn 25g bột gạo. Khuấy cho đều các nguyên liệu được hòa tan. Cho xíu muối. Xuân sẽ cho vào đây 40g đường. Cho nửa ống vani. Khuấy đều rồi để đây. Đậu xanh lúc này thì cũng chín rồi. Xuân sẽ cho phần đường còn lại là 20g đường vào đây, 40g bột năng, một chút muối. Số nước cho vào phần này thì cũng là 150ml nước, nhưng Xuân sẽ cho vào đây 80ml trước để khuấy chung với phần đậu xanh và bột. Bây giờ Xuân sẽ cho phần đậu xanh vào máy xay để xay. Xuân sẽ cho phần nước còn lại vào luôn. Phần nước còn lại là 70ml. Khi xay xong phần đậu xanh thì quý vị nhìn cái dòng chảy như thế này thì được rồi nha. Còn trường hợp mà đậu xanh của chúng ta nấu nó khô quá hoặc là bột cũ quá thì nó sẽ khô, thì chúng ta có thể thêm khoảng 30 hoặc 40ml nước. Xuân cũng tranh thủ đặt một cái nồi nước lên bếp và chuẩn bị hấp bánh nha. Hôm nay Xuân sử dụng những cái hộp bánh lăng như thế này để đổ bánh. Xuân có vớt một chút dầu ăn ở dưới đáy hộp. Lớp đầu tiên Xuân đổ màu lá cẩm. Mỗi lớp chúng ta đổ mỏng thôi thì sẽ dễ làm hoa hơn nha. Một lớp như vậy thì Xuân sẽ hấp khoảng 1 phút. Lớp đầu bắt đầu chín rồi nè, cái màu nó sẽ trong hơn ha. Xuân sẽ đổ lớp thứ hai với đậu xanh, cũng mỏng thôi nha. Cũng 1 phút là chín nha quý vị. Lớp thứ hai sau 1 phút bánh đã chín, Xuân sẽ gấp toàn bộ phần bánh này ra nha. Rồi lần lượt Xuân sẽ đổ cho hết phần còn lại. Lần này thì Xuân đổ những cái khuôn silicone. Những cái khuôn này khi lấy bánh cũng rất là dễ luôn nha mọi người. Cũng lớp đầu Xuân đổ màu lá cẩm. Cũng 1 phút là một lớp chín.
Sau lớp lá cẩm là lớp đậu xanh, cũng một phút thì chín và sún sẽ gấp ra. Bánh lấy ra rất dễ dàng luôn. Quý vị cùng theo dõi sún làm nha. Mỗi lần lấy bánh ra, sún sẽ lấy cái bánh này chồng lên cái bánh kia, nối mép nhau khoảng 1/3 bánh. Và mỗi đóa hồng thì sún sẽ làm 5 miếng bánh tròn này. Sún lấy cán muỗng, sún làm như vậy là để cho cái sự kết dính nó được chắc hơn. Bây giờ sún sẽ cuốn như thế này. Tùy theo các bạn, cũng có thể mình thuận cuốn từ dưới lên hoặc từ trên xuống đều được nha. Cuốn lại cũng rất dễ dàng, và đây chiếc hoa đầu tiên sún đã làm được rồi. Sún sẽ cuốn lại cái thứ hai cho mọi người cùng theo dõi nha. Quý vị nhớ là mình cuốn khi bánh còn nóng thì nó sẽ dễ kết dính và hoa sẽ đẹp hơn. Cái bánh này thì sún đổ toàn bộ là màu hồng hết, không có phần đậu xanh. Vì sún muốn làm thêm một vài cái màu hồng hết để coi nó đẹp như thế nào. Nên quý vị nhìn thấy không có phần đậu xanh ha. Nhìn rất là đẹp ha mọi người. Và liên tục sún sẽ làm cho hết những phần còn lại. Sau khi cuốn xong, bây giờ sún sẽ cắt một bánh như vậy ra làm hai nha. Và đây quý vị nhìn có thể đoán đây là bánh da lợn. Bánh rất là dẻo luôn. Và đây, phần bánh này là không có đậu xanh nè quý vị. Chỉ có một màu lá cẩm thôi. Nhìn khá là dẻo đó. Rất là ngon luôn. Cái độ vừa ăn lắm. Chỉ cần chúng ta biến tấu một xíu thì món ăn đơn giản bình thường trở nên lạ lẫm và đẹp mắt hơn ha mọi người. Và quý vị ơi, món ăn ngon nhưng lại đẹp mắt thì ai mà không mê phải không mọi người? Và như vậy là món bánh da lợn hình hoa hồng của nhà sún đến đây đã hoàn thành rồi. Và lời cuối cùng thì sún cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của năm sún. Kính chúc mọi người luôn vui khỏe và bình an. Quý vị ơi, quý vị thấy video này hữu ích xin hãy like, share cho nhiều người cùng biết. Và với ai mới đến với sún lần đầu hoặc chưa đăng ký kênh của sún, xin hãy thương và ủng hộ sún bằng cách bấm đăng ký, bấm vào cái chuông ở bên cạnh nha mọi người. Bây giờ sún xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye.